em giao lưu với mọi người lô phôi mai vàng. Đấy, cũng mới quá luôn nha. Lô này có mã số là mã C. Cái đầu tiên là C1. Đây, đế đó nè. Quá đế luôn nè. C1 700.000. Chim nữa kìa. Tiếp theo là C2. Khỏi cũng được, khỏi. Dán hơi bài siêu nha. Anh em muốn trồng đứng lên trồng nha anh em. Cây này xù luôn anh em. Đây để quay kỹ khoan, thấy nét lại. Đó, nó xù nè ha. Đó, xù nách. Khá là đẹp. Hoành đó là 24. Chiều cao đó là 52. Đường kính bầu 31. Rồi mã C2 này em giao lưu với mọi người 900.000. Em bao ship toàn quốc. C2 900.000 bao ship. Rồi C3 700.000. Rồi C4. Hoành 20. Chiều cao là 35. Đường kính bầu là 29. C4 này em giao lưu với mọi người 500.000 em bao ship. Rồi tiếp theo là mã C5. Quá trời đế luôn anh em. Đặt nha, đế này nó kẹo luôn. Hoành nó 23. Cao là 90. Đường kính bầu là 47. Mã C5 này em giao lưu với mọi người 3 triệu bao ship toàn quốc. Rồi mã C6. C6 này cái đế ha. Cây này củ đế dữ lắm rồi nè. Củ đế nó to nè. Củ đế quá trời củ đế luôn. Hoành 20. Chiều cao 35. Đường kính bầu 25. Rồi mã C6 này em giao lưu với mọi người 700.000 em bao ship. 700.000 thôi em ơi, bao ship luôn. Cây rất là đẹp ha. Này tàn bóng đẹp anh em ơi, để ghi chơi khỏi ghép gì nha anh em. Hoành nó là 19. Cao 1m02. Đường kính bầu 34. Rồi cây C7 này em giao lưu với mọi người 700.000 em bao ship tổng quốc. 700.000 bao ship. Quá trời cú đế luôn. Hoành nó 19. Chiều cao là 55. Đường kính bầu 33. Rồi mã C8 em giao lưu mọi người 600.000 em bao ship toàn quốc. 600.000. Rồi C9. Cây này củ đế dữ lắm. Này nó liền. Một cục ha. Luôn ha, liền. Hoành nó 20. Cao nó là 33. Đường kính bầu nó là 27. Rồi mã C9 em giao lưu với mọi người 700.000 em bao ship. 700.000.
Tiếp theo là C10. Quá trời cụ đế. Cây này cũng bông đẹp ha, giảo bông đẹp nghe nè. Hoành 19. Chiều cao 74. Đường kính bầu 27. Rồi cái C10 này em giao lưu với mọi người 700 ngàn em bao ship. Rồi chỉ có 700 ngàn thôi nè, bao ship luôn. Hoành 19, chiều cao là 27, đường kính bầu 27, C11 này em giao lưu với mọi người 450 ngàn, bao ship toàn quốc. C12, mấy cái này là xử lý keo hết trơn à, mấy sẹo cũ rồi nè. Hoành 20, chiều cao 39, đường kính bầu 21, C12